Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Thế Huy. Nỗ lực đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam 37 năm nhìn lại. Xem lại hình ảnh cuộc biểu tình do Tổng hội sinh viên Việt Nam tổ chức tại Paris 3 ngày trước khi Việt Cộng tràn vào thủ đô Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 75, với nhiều ngàn người trẻ Việt Nam chít khăn tang tuần hành tại thủ đô Pháp. Tôi đã không cầm được nước mắt khi hồi tưởng lại những ngày ấy. Tại miền Nam, hàng ngàn người vừa nằm xuống vào những giờ phút sau cùng của cuộc chiến. Hàng ngàn người lính thuộc nhiều binh chủng khác nhau đã tự sát. Họ không phải là những sĩ quan cao cấp nên không được ai biết tên. Họ đã tự sát tập thể bằng lựu đạn, từng nhóm nhỏ 5-7 người tại Sài Gòn, Thủ Đức, Biên Hòa hoặc tại Tư Gia, như một số người mà chúng ta đã đề cập đến sau ngày tang chung của đất nước. Cũng vào thời điểm ấy, hàng chục triệu người trên toàn lãnh thổ miền Nam, trong đó có tôi, hoảng loạn, không biết đời sống và tính mạng của mình sẽ đi về đâu. Dù làn sóng người Việt tị nạn mới bắt đầu, dù nước Pháp không phải là nơi được nhiều người Việt tị nạn chọn làm nơi cư trú, và dù người Việt tại Paris và vùng phụ cận chưa đông, nhưng những cuộc biểu tình tưởng niệm ngày mất nước những năm 1976, 1977, 1978, với hàng chục ngàn người tham dự, làm ngạc nhiên người dân bản xứ khi người ta theo dõi cuộc diễn hành từ công trường Trocadéro ở hổ ngạn sông Seine tiến về tòa đại sứ Việt Cộng tại số 62 đường Boileau, thuộc quận 16, Paris, với một rừng cờ vàng ba sọc đỏ và sự góp mặt của đủ mọi thành phần người Việt quốc gia tại Pháp. Những năm sau đó, làn sóng người Việt tị nạn lên cao, nhưng các cuộc biểu tình chống cộng bắt đầu đi xuống và càng ngày càng vắng vẻ hơn bởi khá nhiều lý do, trong đó nguyên nhân chính là: một, Việt Cộng gửi những cán bộ chính trị vào trong khối người tị nạn vượt biên để nằm vùng trong hàng ngũ quốc gia, nhằm nắm vững tình hình tâm lý và các hoạt động của khối người Việt tại hải ngoại ngày càng đông, hầu phát họa các kế hoạch gài bẫy và làm ung thối các hoạt động của các tổ chức chống cộng. Đây là bước khởi đầu quan trọng nhất trong công tác tình báo. Vào thời điểm ấy, cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung còn thiếu tổ chức và rất ô hợp, và là một môi trường rất dễ dàng cho Việt Cộng triển khai công tác. Trong suốt chiều dài của cuộc chiến quốc cộng tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với tất cả các hệ thống an ninh, tình báo và phản gián chằng chịt mà còn bị gián điệp địch xâm nhập từ trên xuống dưới, thì với tập thể người Việt hải ngoại xô bồ và không kiểm soát được vào những năm đầu tị nạn, dĩ nhiên đối với chúng ta, tình thế lại càng khó khăn và phức tạp hơn. Sau khi mất nước, người ta phanh phui ra, vợ ông thủ lãnh đảng này là Cộng sản nằm vùng, một số đảng viên cao cấp của đảng kia là Việt Cộng, hoặc đảng trưởng của đảng nọ thả tên trùm gián điệp địch vì bị mua chuộc hoặc thông đồng với Cộng sản. Các tổ chức đấu tranh và nhiều đảng phái kỳ cựu sau khi ra khỏi nước vì muốn mở rộng thế lực và khoa trương thanh thế, đã khuyến dụ và kết nạp bất cứ ai, bất cứ thuộc thành phần và quá khứ nào vào đảng. Đó là một sự thật không ai có thể chối cãi được, và đó cũng là việc mở rộng cửa rước những tên gián điệp cộng sản vào tổ chức của mình. 2. Một số tổ chức đấu tranh người Việt tại Pháp và tại Mỹ, cũng như tại một vài nước khác, có đông người Việt nghĩ đến việc khởi xướng một cuộc kháng chiến võ trang, đưa người từ hải ngoại về trong nước hoặc móc nối với các khuynh hướng cộng sản bất mãn, bị Cộng sản Việt Nam hất ra khỏi hệ thống quyền lực, tức là nhóm kháng chiến Nam Bộ nằm trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, hầu dựa vào lực lượng sẵn có của thành phần này để lật ngược thế cờ. Cả hai chủ trương ấy đều chứng tỏ rằng những người cầm đầu những tổ chức này không hiểu gì về môi trường chính trị của người Mỹ và ngây thơ trong việc đánh giá hàng ngũ cán bộ Cộng sản Việt Nam.
chính phủ và quốc hội Mỹ là, mà đằng sau là những nhóm tài phiệt Mỹ, là những người thực sự hoạch định đường lối và chính sách Mỹ trên thế giới. Từ năm 1970, đã tìm cách rút quân ra khỏi miền Nam, phủi tay, quay lưng và bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản thế giới, vì lợi ích lâu dài của họ. Trong bối cảnh ấy, một cuộc kháng chiến võ trang, dù có mang được người vào trong nước, thì lực lượng đó được bao nhiêu? Cuộc chiến chênh lệch đó sẽ kéo dài mấy chục năm. Vấn đề tiếp liệu và đạn dược trong thời gian mấy chục năm đó tìm kiếm ở đâu? Ngân sách do sự đóng góp của người Việt hải ngoại hay do sự yểm trợ của thế lực nào trên thế giới? Quốc gia nào trên thế giới lại ngây thơ tham dự vào một cuộc chiến phiêu lưu kéo dài mà không thấy lợi ích gì trước mắt? Người ta quên một điều rất căn bản là tại các nước dân chủ Tây Âu, những người lãnh đạo như Tổng thống, Thủ tướng thay đổi theo từng nhiệm kỳ qua sự tín nhiệm của người dân và chính sách của họ cũng vì thế mà thay đổi theo. Hôm nay họ yểm trợ mình, nhưng năm sau họ thay đổi chính phủ do một đảng khác cầm quyền, thì đường lối của họ cũng đương nhiên đổi khác. Những người khởi xướng nỗ lực này hoặc là ngủ mơ, hoặc chỉ nhắm mục đích lợi dụng sự bồng bột và tinh thần hăng say của quần chúng trong việc đóng góp để thu lợi riêng, phản bội và giết chết niềm tin của những người còn nặng lòng với đất nước. Sự kiện này đã xảy ra và là một vết thương đang rỉ máu với những biến chứng ngày càng trầm trọng hơn, làm ung thối nỗ lực đấu tranh cho một nước Việt Nam thoát khỏi gông cùm cộng sản. Khuynh hướng muốn dựa vào nhóm cộng sản bị mất quyền trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam để chuyển biến tình hình còn đáng trách hơn, bởi họ không có một chút kiến thức chính trị nào, dù ở mức tối thiểu, để hiểu rằng bất cứ một liên minh chính trị nào cũng phải đặt trên tương quan thế lực và thủ đoạn chính trị. Cả ba lĩnh vực đó, chúng ta đều không có gì hoặc có, nhưng không đáng kể. Một liên minh với tình trạng đó, nếu thành hình thì chỉ là cái bẫy của địch, hoặc chỉ là con bài cho người ta khai thác. Trong cuộc đấu tranh chính trị, nhiệt tâm và sự dấn thân rất quan trọng, nhưng chưa đủ vì còn các yếu tố căn bản là ước lượng tình thế và dự trù khả năng ứng phó trước những đột biến có thể sẽ xảy ra. Nhất là, đó lại là một liên minh võ trang hoạt động trong lòng địch. Quan niệm đơn giản rằng kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta là cách suy nghĩ ấu trĩ, nông cạn và nguy hiểm. Nhưng quan điểm đó đã có người chủ xướng và một số người đã chết một cách bẻ bàng và vô ích. 3. Việt Cộng mở cửa cho người Việt hải ngoại về thăm nhà. Đây là một con dao hai lưỡi đối với Cộng sản Việt Nam. Bởi nếu mạng lưới kiểm soát ở trong nước không kỹ càng thì những tổ chức chống cộng hải ngoại sẽ lợi dụng làn sóng người về thăm nhà, như những người làm công tác giao liên với các tổ chức kháng chiến tại quốc nội. Nhưng trước khi cho người Việt về thăm nhà, Việt Cộng đã kiện toàn được mạng lưới công an để bảo quản, để kiểm soát từ trung ương cho đến hạ tầng cơ sở, để bảo đảm rằng sẽ không còn một tổ chức kháng chiến nào ở trong nước và ở hải ngoại không còn một nỗ lực nào có khả năng gây rối. Người về thăm nhà ngày càng đông và trở thành một phong trào lan rộng trong cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Sự việc này là một trong những yếu tố chính tạo nên tình trạng suy thoái trầm trọng trong nỗ lực đấu tranh chống cộng của người Việt quốc gia. Bởi khi đã về Việt Nam rồi thì hầu hết người ta xa lánh mọi sinh hoạt đấu tranh. Nếu họ vì một lý do nào đó còn dự định về lại Việt Nam trong những lần tới. Sau khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận đối với Cộng sản Việt Nam, nhiều người Việt ở Mỹ và các nơi khác gửi rất nhiều tiền về gọi là giúp thân nhân tại Việt Nam, và con số trung bình hàng năm lên tới hàng chục tỷ Mỹ Kim. Một số người khác còn gửi tiền về nhờ người nhà đứng tên để mua đất, xây nhà hoặc thành lập các công ty làm ăn với Việt Cộng, mà thương vụ lên tới nhiều chục triệu đô la. Một số người làm ăn hoặc làm kinh tài cho Việt Cộng này vẫn đóng vai trò nhân sĩ
hoặc đứng đầu một số sinh hoạt đấu tranh tại hải ngoại. Có lẽ đã đến lúc cộng đồng người Việt hải ngoại phải bạch hóa các nhân vật đứng hàng hai nói trên, hầu thanh lọc hàng ngũ, để những thành phần này khỏi trà trộn và chui sâu hơn vào hàng ngũ của chúng ta. Thứ nhất, phong trào cởi trói văn học và những người cộng sản được gọi là phản tỉnh. 1. Văn học cởi trói. Năm 1988, trong vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Văn Linh ra lệnh cởi trói văn học, và sau đó là những khuôn mặt được gọi là văn học phản kháng ra đời như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Mạnh Hảo, với một số tác phẩm nhằm đả kích những gì được gọi là sai trái của các cấp lãnh đạo trung gian, nghĩa là từ cấp tỉnh trở xuống, một số khá đông nhà văn, nhà báo và một số tổ chức đấu tranh tại hải ngoại, tung hô những khuôn mặt tiêu biểu cho phong trào văn học phản kháng, gồm những người chủ trương tờ văn học, Hợp Lưu, Người Việt, Trăm Con, và một số nhà văn nhà báo thuộc nhiều khuynh hướng khác. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là tổ chức duy nhất mang tầm vóc quốc tế, còn nằm trong tay người Việt quốc gia bị chia rẽ vì sự kiện trên bởi một số khá đông cho rằng đó là cái bẫy cố Việt Cộng nhằm bào chữa cho chủ nghĩa cộng sản và đổ lỗi cho cấp lãnh đạo trung gian không chấp hành đúng chủ trương và đường lối của đảng. Nội dung của các tác phẩm không hề dám đụng chạm tới mấu chốt của sự khốn cùng, tha hóa của xã hội là do chủ nghĩa cộng sản mà những ai đã sống trong đó, dù đần độn đến mấy cũng phải nhìn ra. Do đó, chúng tôi cho rằng sự cởi trói ấy không thật vì nó vẫn nằm trong vòng phân giới hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương được nhóm người ca ngợi Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Mạnh Hảo viết và phát hành ở Mỹ những năm kế tiếp. Viên Linh làm chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại thì chủ trương giao lưu văn hóa quốc cộng được đề cập tới nhiều hơn, và đó là nguyên nhân sâu xa và đích thực cho sự phân hóa kéo dài khá lâu, khiến cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mất rất nhiều uy tín trong văn bút quốc tế. Vào thời điểm phong trào này đang là chủ đề của những cuộc tranh cãi của hai phe ủng hộ và đã phá chủ trương của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người viết bài này đã đưa ra một số bài phân tích để chứng minh rằng đây chỉ là nỗ lực của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xì hơi một quả bóng đã quá căng để tránh sự bùng nổ tai hại mà nhà nước không thể kiểm soát được. Cũng trong thời điểm đó, chủ trương Glasnost và Perestroika do Gorbachev áp dụng tại Liên bang Xô Viết, nên Cộng sản Việt Nam theo Nga muốn cởi mở và thoát dần ảnh hưởng của Tàu Cộng. Sau khi chiếm được miền Nam, Việt Cộng ký hiệp ước liên minh quân sự với Nga, tạo nên tình trạng căng thẳng với Trung Cộng, nhất là khi Việt Cộng mở cuộc tấn công Khmer Đỏ, là đàn em cận ruột của Trung Cộng, vì Trung Cộng muốn dùng Khmer Đỏ để bao vây Việt Cộng ở phía Nam. Đó là lý do khiến Việt Cộng bày ra trò cởi trói văn học, đồng thời đạo diễn và cổ động ngầm cho khuynh hướng mà sau này Bùi Tính, Vũ Thư Hiên, Thẩm Võ Hoàng là những người trốn ra khỏi Việt Nam, tự xưng là những người cộng sản lương thiện và không biến chất. Một số nhân sĩ và tổ chức đấu tranh người Việt tại Âu Châu ôm chầm lấy những nhân vật này và hãnh diện là đã quen biết được những người tiếng tăm và danh giá. Điều đó chứng tỏ rằng nhận định của những người trong hàng ngũ của người quốc gia hời hợt, ngây thơ hoặc đầy cảm tính. Trên lĩnh vực đấu tranh, người ta đã trải thảm đỏ để rước những tên gián điệp nhị trùng vào trong hàng ngũ người Việt quốc gia. Một ngày nào đó, Việt Cộng sẽ dùng những con bài được gọi là phản tỉnh, phản kháng, hoặc những nhà đấu tranh cho dân chủ trong một kịch bản làm trái động để hạ cánh an toàn trong hoàn cảnh xấu nhất có thể sẽ xảy ra. Trong những năm đầu từ 1991 đến 1995, Bùi Tính đã gây được một số ảnh hưởng trong hàng ngũ người Việt hải ngoại, như Mặt trận Hoàng Cơ Minh và các tổ chức thống thuộc. Nhưng sau đó, dù được sự tiếp tay của nhóm Nguyễn Gia Kiển ở Pháp, Đoàn Viết Hoạt ở Mỹ và một số tay chân khác ở Đông Âu,
Bùi Tĩnh cũng chỉ tạo nên được sự tranh cãi và chia rẽ giữa người quốc gia mà không tiến xa hơn được, nên Việt Cộng dùng những con bài khác mới hơn để đốt cháy những con bài đã cháy một cách tích cực, đưa ra những sự kiện rất ngoạn mục với lập trường gần gũi với người quốc gia để triệt hạ những con bài không còn sử dụng được này, hầu lôi kéo sự ủng hộ của những người chống cộng còn sót lại. Mục đích của kịch bản mới này nhằm tạo hậu thuẫn cho một con bài khác, cũng do Việt Cộng đạo diễn, theo kiểu lọt nia thì cũng xuống sàn, đều nằm trong sách lược của Việt Cộng. Trong lĩnh vực điệp báo, mọi việc đều không đơn giản như người ta tưởng. Bởi đó là một môi trường của đòn phép, thủ đoạn và tráo trở, mà những người làm chính trị phải dự trù và suy nghĩ. Tuy nhiên, việc xô đẩy những người thật sự chán ghét Cộng sản trở lại với quá khứ Cộng sản của họ là một thái độ thiếu khôn ngoan và vi phạm hiệu năng của công cuộc chống Cộng nói chung. Những người Cộng sản được gọi là thức tỉnh, nên sinh hoạt chung với nhau cho cùng một mục đích giải thoát dân tộc khỏi chế độ phản quốc và bất nhân hiện nay. Việc tôn sùng, nhận lệnh, nghe lời chỉ dạy hoặc quỳ lại họ nhất định sẽ gây nên những tranh cãi và chia rẽ, bất lợi cho nỗ lực chung là lật đổ những người cầm quyền đã và đang bán nước này. Thứ nhì, sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu và nỗ lực chống cộng. Từ hơn 30 năm trước, những người cầm bút chống cộng tìm mọi cách để bắt liên lạc với quốc nội, hầu gửi những tin tức liên quan đến sinh hoạt đấu tranh tại hải ngoại về trong nước, với hy vọng nó sẽ là chất xúc tác để làm bùng lên ngọn lửa đối kháng ngay tại quốc nội, và để họ hiểu rằng mọi nỗ lực của họ sẽ được cả thế giới yểm trợ một cách tận tình và mạnh mẽ. Việc liên lạc giữa những người chống cộng trong và ngoài nước ấy đã là bước đầu dẫn đến vụ án Hồ Con Rùa, khiến một số văn hữu lâm vào vòng lao lý và nhà văn Dương Hùng Cường đã chết trong tù. Nhắc lại việc này, người viết muốn chứng minh rằng việc thông tin trước kia rất khó khăn và chúng ta đã phải trả một giá quá cao. Ngược lại, từ hơn 10 năm qua, mạng lưới thông tin toàn cầu qua Internet phát triển rất nhanh, với khả năng vượt qua những bức tường lửa ngày càng tinh vi. Chuyện gì xảy ra tại Việt Nam, chỉ một giờ sau cả thế giới đều biết, và ngược lại. Internet đã về đến cả các vùng quê rất xa thành phố ở Việt Nam. Những bước tiến của khoa học về lĩnh vực này là một điều thuận lợi vô cùng cho cuộc đấu tranh hậu tương giữa trong và ngoài nước. Câu hỏi được đặt ra là tại sao từ ngày Internet phát triển đến nay, sự đối kháng của người Việt ở trong nước không có gì được coi là khởi sắc. Phong trào dân oan khiếu kiện, biểu tình vì bị cưỡng chế, hầu như bị cướp đoạt đất đai, nhà cửa vẫn dậm chân tại chỗ, dù đó là vấn đề sống còn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết thực và đời sống hàng ngày của họ. Những vụ cướp đất ngày càng nhiều và xảy ra hầu như ở khắp nơi. Tại sao những cuộc biểu tình không lan rộng và tiến hành đồng loạt trên toàn quốc để tạo tiếng vang và áp lực cần thiết, để nhà nước không thể làm ngơ hoặc giải quyết một cách vô lý, theo kiểu xã đổ cho huyện, huyện đổ cho tỉnh được? Qua Internet, người ta hiểu rằng đất đai bị cướp đoạt và được bồi thường bằng một giá rẻ mạt đó, được các tổ hợp nhà đất do con của Nguyễn Tấn Dũng hoặc do thân nhân của các ông tay to mặt lớn khác đứng đầu, được bán lại với giá cao gấp nhiều ngàn lần cho các đại gia của chế độ Cộng sản. Hàng ngàn câu hỏi về các vấn đề khác được đặt ra, như việc đàn áp, sách nhiễu sinh hoạt nhắm vào các nhà thờ chùa chiền, chiếm đất của các tôn giáo là những vấn đề rất nhạy cảm. Nhưng phản ứng của người dân vẫn chỉ sôi nổi trong một thời gian ngắn rồi thôi. Các vụ mánh mục tham nhũng của mọi cấp cầm quyền được phanh phui trên báo chí, trên Internet mỗi ngày, từ nhiều năm nay, khiến mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của chế độ. Nhưng phản ứng của người dân vẫn như không có gì xảy ra. Người dân trong nước vô cảm hay bị liệt kháng. Cách đây 30 năm, một số người lạc quan cho rằng chỉ cần tìm ra sự thật để chứng minh rằng Hồ Chí Minh là tay sai của đế quốc Cộng sản,
lật mặt nạ để cho người dân hiểu được con người thật và phá hỏng huyền thoại về Hồ Chí Minh, thì ít nhất Việt Cộng sẽ bị lung lay và khống đốn, vì Việt Cộng chỉ dựa vào thần tượng Hồ Chí Minh để tồn tại. Ngày nay, qua những tài liệu được chứng minh rõ ràng trên Internet, bất cứ ai và bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể truy cập để hiểu về Hồ Chí Minh với tất cả những bằng chứng hiển nhiên không thể chối cãi được về quá khứ, qua từng giai đoạn của y và của Đảng Cộng sản Việt Nam, với thành tích làm tay sai cho Đại Tam Quốc tế Cộng sản, đời sống cá nhân trụy lạc viết lách để tự ca ngợi mình, tự nhận là không có tư tưởng gì vì đã có Mao Trạch Đông nghỉ trước và hàng trăm điều khốn nạn khác. Đảng Việt Cộng thời đại sau Hồ Chí Minh bán nước cho Tàu ngay trong thời bình, 20 năm sau khi bị Tàu Cộng tấn công tại vùng biên giới giữa hai nước, nhượng đất bán biển cho Tàu, hèn với giặc, ác với dân, và hàng trăm hàng ngàn những việc hèn hạ và phản quốc khác mà người ta vẫn để chúng đè đầu cởi cổ. Người dân trong nước thờ ơ ngay với chính đời sống của họ và tương lai của con cháu họ, thì chúng ta tại hải ngoại làm được gì để cứu họ? Họ chờ đợi gì? Đèn xanh đèn đỏ của các thế lực quốc tế chăng? Chúng ta phải thường xuyên nhắc cho họ hiểu rằng sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra, vì môi trường chính trị thế giới không một nước nào nghĩ đến quyền lợi của nước khác. Ở đó là cảnh cá lớn nuốt cá bé. Việc lôi kéo đồng minh trong thời chiến tranh lạnh đã chấm dứt từ 40 năm qua. Thái độ há miệng chờ sung, đợi người khác dọn cổ cho mình ăn không bao giờ có thể trở thành sự thật. Đợi đám con cháu của các lãnh tụ cộng sản như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang đi học ở ngoại quốc, thấm nhuần tư tưởng tự do từ Mỹ và các nước Tây Âu trở về nắm quyền và ban phát tự do dân chủ và nhân quyền cho họ chăng? Muôn đời sẽ không bao giờ có chuyện đó. Hãy nhìn xem hai người con trai và con gái của Nguyễn Tấn Dũng đang nắm những đặc quyền và đặc lợi gì. Con của cán bộ trong Bộ Chính trị Trung ương cũng đang chạy đua để bòn rút của cải trong một đất nước cằn cỗi cạn kiệt và trên mồ hôi nước mắt của người dân khốn cùng ở trong nước. Việc đặt kỳ vọng vào con cháu của bọn cầm quyền cộng sản hiện nay sẽ lương thiện và nhân đạo hơn ông cha chúng là niềm tin của những người mắc chứng mộng du. Vì một con rắn không thể đẻ ra những con rồng, một con cú không thể sinh ra được những con chim phượng hoàng. Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với cộng sản, quan điểm này phải bị lên án, vì nó sẽ hủy hoại tinh thần chiến đấu của hàng ngũ chúng ta. Con cháu của những tên du kích, những gã hoạn lận được đi du học ở Mỹ, ở Thụy Sĩ, nhất định sẽ khôn, sẽ thông minh hơn cha chúng, và dĩ nhiên sẽ thủ đoạn hơn, sẽ tinh khôn hơn, sẽ nhiều thủ thuật để bám chặt quyền bính hơn cả ông cha của chúng. Trong sinh hoạt đấu tranh và chính trị, những tin tưởng thiếu căn bản lý luận theo chiều hướng ấy cần phải loại bỏ, bởi nó sẽ làm chúng ta bỏ cuộc để cho kẻ thù và con cháu chúng cai trị hết đời này qua đời khác. Từ lâu, chúng tôi đã nghe một số người ngây thơ cổ suý cho chiêu bài ấy, và còn tệ hại hơn nữa, có người còn chủ trương bất chiến tự nhiên thành. Đó, nếu không phải là cách suy nghĩ của những người điên, thì cũng là quan điểm của đám tay sai kẻ thù, tru ngụ chúng ta để quan thầy của chúng mặc tình thao túng. Kết luận. Qua tất cả các luận điểm được phân tích ở trên, người viết muốn dân trong nước hiểu rằng sẽ không có một phép lạ nào xảy ra, sẽ không có một nước nào xả thân cứu vớt chúng ta. Và đừng nghĩ rằng các tổ chức đấu tranh tại hải ngoại có khả năng giải phóng Việt Nam nếu chúng ta không ra tay tự cứu. Người Việt hải ngoại sẽ chỉ đóng vai trò yểm trợ và vận động dư luận và áp lực của cộng đồng thế giới khi toàn dân cùng vùng lên tự cởi trói. Tác giả Thế Huy Paris viết tại California ngày 4 tháng 7, 2012. Bài viết đến đây đã hết. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.